Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới cựu Tổng thống Trump. Quý vị, trong một cái bài phỏng vấn mới nhất mà đài truyền hình Fox News đã phỏng vấn một số chuyên gia tại Á Châu, đặc biệt là vấn đề của Đài Loan cũng như là vấn đề của Á Châu, Thái Bình Dương, cho thấy rằng là kẻ lo sợ ông Trump thắng cử nhiều nhất chính là Tập Cận Bình. Và cái quốc gia e ngại ông Trump tái thắng cử và sẽ có một cái chính sách khác thay đổi hoàn toàn cũng là Cộng sản Trung Quốc. Quý vị, đây là bài phỏng vấn và cho thấy rằng đây cũng là một trong những lý do tại sao mà ông Trump lại bị định tội, bởi vì có bàn tay của Trung Quốc ở phía sau. Quý vị, chúng ta lướt qua cái phần tin tức trước đi, rồi sau đó chúng ta mới bước qua cái phần phân tích xem lý do tại sao Bắc Kinh lại lo ngại và sợ ông Trump tái thắng cử trở lại. Đó là một trong những cái bài phỏng vấn của đài truyền hình Fox News. Quý vị, China afraid Trump winning re-election, tức là Trung Quốc sợ rằng ông Trump sẽ chiến thắng trong cuộc tái tranh cử. Đó là lời khẳng định của một chuyên gia về quốc phòng của Đài Loan. Và Trung Quốc đã sẵn sàng xâm lăng Đài Loan, dường như sẽ bị ngăn chặn bởi ông Trump. Đó là chuyên gia này cho biết như trên. Và bản tin từ Đài Bắc ở Đài Loan cho biết một giới chức của Trung Quốc đã chỉ ra cho thấy việc tấn công Đài Loan có thể sẽ gây sợ hãi khi mà ông Trump tái thắng cử trở lại ở tòa Bạch Ốc. Đó là một lời khẳng định của một chuyên gia quân sự Đài Loan. Ông này là tiến sĩ Ming Shi Shen, là giám đốc của Viện Nghiên cứu về Quốc phòng và An ninh, của đặc trách về vấn đề an ninh quốc gia của Đài Loan, đã nói với đài truyền hình Fox News, Bắc Đảng Cộng sản điều hành tại Bắc Kinh dường như là họ đang thích cái chính sách của ông Joe Biden, trong đó có vẻ ôn hòa hơn so với ông Trump. Nếu mà cái thái độ Trung Quốc quản trị cái hòa bình và ổn định ở trên eo biển Đài Loan sẽ gia tăng cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc, và bây giờ nó sẽ không có vấn đề. Tuy nhiên thì Trung Quốc cho thấy là gia tăng rất nhiều những cái thái độ bành trướng của họ, và tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang sợ hãi ông Trump hơn cả Biden. Đó là lời phát biểu của ông này. Và trong đó thì ông Shen cho biết là ông Trump có cái nhìn và rất là mạnh mẽ về việc mà có khả năng mà Trung Quốc xâm lăng Đài Loan. Tuy nhiên thì không chỉ là ông Trump mà ông Shen lên tiếng nói rằng tất cả những viên chức xung quanh ông Trump đều có một cái nhìn như vậy, và trong đó bao gồm luôn những nhân vật diều hâu với Trung Quốc như là ông cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo và Martell Pottinger, được xem là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời của ông Trump. Trung Quốc đã ban lệnh cấm vận và trừng phạt 28 thành viên trong chính quyền của ông Trump trước đây, ngay trong cái ngày mà Joe Biden nhận chức tổng thống năm 2021, ở trong đó bao gồm luôn cả ông Mike Pompeo, ông Pottinger, và cáo buộc những người này đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Và tiến sĩ Yi Chung Lai, một trong những người điều hành cái tổ chức chiến lược có tên gọi là Prospect Foundation, nói với lại đài truyền hình Fox News rằng Đài Loan đều cảm ơn cả Trump lẫn Biden đã giải quyết cái tình trạng của họ và với Trung Quốc tốt hơn. Và trong đó ông chỉ ra cho thấy là có dấu hiệu gia tăng căng thẳng giữa gia tăng rất nhiều mối quan hệ của Đài Loan và Trung Quốc dưới thời của ông Trump. Chúng ta đã thấy rõ dưới thời của ông Trump, ông đã trở thành tổng thống năm 2016 và tất cả chính sách của ông căn bản đã thay đổi, và cái chính sách với Trung Quốc đặc biệt là tốt hơn cho Đài Loan. Và dưới thời của Trump, Hoa Kỳ đã bắt đầu có nhiều cái tàu gửi qua eo biển Đài Loan nhiều hơn và giúp để mà bảo đảm cái vấn đề an ninh ở khu vực. Và có rất nhiều người ở đây, họ rất cảm ơn ông Trump đã làm cho Đài Loan. Tuy nhiên, họ đồng thời đặt ngại biệt lo ngại là họ cũng cảm ơn ông chính quyền Joe Biden đã làm như vậy với Đài Loan. Tuy nhiên thì ông Trump dường như đã có những cái lời phát biểu mạnh mẽ hơn khi mà ông nói rằng cái vấn đề gọi là Đài Loan đã đánh cắp cái job của Hoa Kỳ. Tất cả đều là, nhưng tuy nhiên nó chỉ là một cái lo ngại nhỏ của chúng tôi mà thôi. Đây là lời phát biểu của ông Trump. Trước đó thì mối quan hệ của Hoa Kỳ và Đài Loan trong kỷ nguyên này được xem là cả hai chính phủ và Đài Loan chiếm 60% về việc sản xuất semiconductor trên toàn thế giới. Và ông Trump trước đó đã trả lời sau khi chính quyền của Joe Biden đạt được thỏa thuận với công ty của Đài Loan
là Taiwan Semiconductor Manufacturing, trong đó là gia tăng cái hoạt động của công ty này tại Arizona. Chính quyền của Joe Biden và Bộ Thương mại đã chi ra 6.6 tỷ Mỹ Kim để thỏa thuận, và trong đó gia tăng 25.000 việc làm từ công xưởng cũng như xây dựng trong tháng 4 vừa qua. Quý vị, đây là cái bản tin mà liên quan tới cái vụ án của ông Trump. Bây giờ không có nhắc tới vụ án của ông Trump, tuy nhiên thì chuyên gia này cho biết là Trung Quốc rất ngại ông Trump quay trở lại chính trường và trở thành tổng thống. Quý vị, điều thứ nhất là bởi vì trong quá khứ ông Trump đã làm với Trung Quốc một lần, và trong nhiệm kỳ thứ hai, giống như tôi đã nói quý vị, ông Trump sẽ có một chính sách cứng rắn hơn về đối ngoại, mà hôm trước tôi có giải thích trong cái chính sách đối ngoại của ông Trump nếu ông thắng trở lại đó quý vị. Thì bây giờ Trung Quốc càng lo ngại hơn. Thứ nhất là cái giấc mơ mà gọi là thống nhất của Đài Loan của họ sẽ gặp khó khăn hơn, bởi vì ông Trump sẽ rất mạnh tay. Trong cái cuộc phỏng vấn với tờ tuần báo Times Magazine, tức là tuần báo Times Magazine nó khác với tờ New York Times nha quý vị, hai cái công ty này khác nhau. Thì trong cái cuộc phỏng vấn đó, khi mà cái người phỏng vấn hỏi ông Trump về vấn đề của Đài Loan, thì ông Trump nói, I'm not going to tell you, this is my card, tức là tôi không có nói cho ông biết, đây là lá bài của tôi. Ông Trump đã không tiết lộ ông sẽ làm như thế nào với Đài Loan. Quý vị, do đó Trung Quốc càng cảm thấy thắc mắc hơn cái chính sách của ông Trump như thế nào. Tuy nhiên họ hiểu được ông Trump đang có chính sách cứng rắn, mà trong đó tại sao họ lo sợ ông Trump quay trở lại chính trường. Câu hỏi này là cái câu hỏi mà tại sao không sợ Joe Biden. Joe Biden thì có thái độ ôn hòa với lại Trung Quốc, ông Trump thì không. Và quý vị thấy là 28 nhân viên dưới chính quyền của ông Trump đã bị cấm vận, trừng phạt bởi Trung Quốc ngay trong ngày Joe Biden lên nhận chức. Thì quý vị, ở đây tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy tại sao Trung Quốc sợ ông Trump. Bởi vì nhiều lý do mà Trung Quốc sợ ông Trump. Thứ nhất là cái vấn đề kinh tế. Ông Trump vẫn chủ trương về vấn đề kinh tế. Thì đầu tiên hết là quý vị thấy ông đã từng tuyên bố ông sẽ đánh thuế vào tất cả mặt hàng của Trung Quốc tối thiểu là 60%. Tối thiểu là 60%. Có nghĩa là ông sẽ nhắm thẳng vào mặt hàng Trung Quốc để mà đánh vỡ cái nơi được xem là sản xuất lớn nhất của thế giới. Do đó thì khi mà ông Trump quay trở lại chính trường, đầu tiên hết là ông nhắm vào kinh tế. Và khi nhắm vào kinh tế thì quý vị, thứ nhất, ông sẽ thông báo cho tất cả những công ty của Hoa Kỳ đang có công xưởng sản xuất tại Trung Quốc. Ông sẽ nói rằng tất cả mặt hàng của quý vị khi nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ đều sẽ bị đánh thuế. Và đánh thuế rất nặng. Nếu quý vị còn tiếp tục duy trì công xưởng của quý vị ở tại Trung Quốc thì quý vị phải chịu mức thuế này. Đây là cái lời cảnh báo của ông Trump, tại vì mục đích thứ nhất là ông muốn các công ty này lôi việc làm trở lại Hoa Kỳ. Và thứ hai, ông muốn rằng cô lập Trung Quốc trong cái chiến lược mới nhất, và ông đi mạnh tay hơn cả Joe Biden. Do đó thì về kinh tế, thứ nhất là ông sẽ gửi một cái warning, tức là một cái lời cảnh báo với lại các công ty nước ngoài, trong đó bao gồm các công ty của Hoa Kỳ, khi mà họ tiếp tục mở công xưởng tại Trung Quốc. Thì quý vị, điều này không những là các công ty Hoa Kỳ, mà kể cả các công ty của Âu Châu cũng sẽ bị đánh thuế rất nặng nề. Kể cả việc mà họ đưa về cái sản phẩm đó về nước Đức hay về Âu Châu rồi xuất cảng qua Hoa Kỳ thì ông Trump vẫn đánh thuế, bởi vì cái nguồn mặt hàng và cái nguồn sản xuất, cái nguồn của nguyên liệu vẫn đến từ Trung Quốc. Ông Trump sẽ áp dụng cái chính sách này, tức là ông sẽ áp dụng một cái chính sách rất cứng rắn để chặn đứng việc Trung Quốc thao túng rất nhiều mặt hàng trên thế giới. Và nó đã xảy ra trong gần một năm qua, khiến cho chính quyền của Joe Biden và bà Janet Yellen cũng đã lên tiếng, và Trung Quốc đang có cái định là sản xuất hàng loạt tất cả mặt hàng mà quý vị. Và tới mức mà Joe Biden phải đánh thuế lên với 100% trong bình điện và xe điện, và 25% trên các cái dụng cụ y tế. Thì quý vị thấy rõ ràng là Bắc Kinh đang muốn trong giai đoạn của Joe Biden họ thiết lập cái hạ tầng cơ sở cho việc mà gọi là xuất cảng của họ. Do đó chính quyền của Tập Cận Bình đã tập trung tài trợ rất nhiều cho những mặt hàng chủ lực. Thứ nhất là họ e ngại rằng ông Trump sẽ bắt đầu đi mạnh hơn trong cái chính sách cô lập Trung Quốc, và trong cái chính sách kinh tế, ông sẽ chặn đứng việc Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất trên thế giới bằng mọi cách. Ông sẽ đánh thẳng vào mặt hàng của Trung Quốc. Ông sẽ buộc các công ty phải rời khỏi Trung Quốc. Quý vị, đây là cái chính sách của Trump, và ông sẽ tách rời nền kinh tế của Trung Quốc ra khỏi các quốc gia khác. Thì quý vị, điều đầu tiên mà ông Trump sẽ làm đó là vấn đề kinh tế. Thì tôi đã cho quý vị thấy trong cái bài nói chuyện trước rồi. Điều thứ hai là tham vọng của Tập Cận Bình hiện nay lợi dụng cái chính sách về môi trường của Joe Biden. Tập Cận Bình đã tập trung rất nhiều vào cái nguồn năng lượng sạch sẽ là nền kinh tế chủ lực của Trung Quốc trong vòng một thập niên tới. Trong đó tôi có nhắc quý vị, thứ nhất là xe điện, bình điện.
Thứ hai là thái dương điện, tức là những cái tấm solar panel. Và thứ ba là vấn đề AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Đây sẽ là cái nền kinh tế chủ lực mà Tập Cận Bình đang tập trung hỗ trợ, chính thức ra mặt hỗ trợ để mà Trung Quốc phát triển kinh tế theo kiểu này, nhằm có thể thoát khỏi cái cơn khủng hoảng kinh tế đang bị bế tắc, không biết cái hướng phát triển kế tiếp là như thế nào, trong lúc mà mặt hàng của Trung Quốc đang liên tục bị các quốc gia gọi là tăng thuế, tức là giảm mức xuất cảng của Trung Quốc. Do đó quý vị, Tập Cận Bình đã lợi dụng cái chính sách về năng lượng của năng lượng sạch của Joe Biden để thúc đẩy một cái nền kinh tế chủ lực cho Trung Quốc. Thì ông Trump làm ngược lại. Ông Trump sẽ tiêu diệt tất cả những cái tiềm năng của năng lượng sạch, không biến nó trở thành một cái thứ kinh tế chủ lực. Ông Trump đã tuyên bố trong cái nhiều lần, và kể cả cái lần mới nhất mà ông phỏng vấn trên tuần báo Times. Trước đó thì ông đã phỏng vấn một số đài khác. Ông nói rất rõ ràng. Ông nói là tôi xin được độc tài trong một ngày đầu tiên để drill, tức là sẽ khai thác lại năng lượng. Thì quý vị, khi mà cái nguồn năng lượng truyền thống được khai thác trở lại và được thúc đẩy trở lại, thì đương nhiên năng lượng sạch sẽ bị mất đi ảnh hưởng. Tại vì nguồn năng lượng sạch bây giờ giá cả vẫn cao hơn so với nguồn năng lượng truyền thống. Một chiếc xe điện giá vẫn mắc hơn một chiếc xe xăng. Và tất cả cái việc mà lắp đặt những cái hệ thống gọi là năng lượng sạch, nó mắc mỏ vô cùng. Nó mắc mỏ vô cùng trong giai đoạn này. Do đó khi mà ông Trump thúc đẩy lại cái nguồn năng lượng truyền thống, trong đó còn có khí đốt thiên nhiên, dầu hỏa, than đá v.v. Thì quý vị, điều này có nghĩa là ông Trump đang đánh vỡ cái giấc mộng thống trị thế giới bằng năng lượng sạch của Trung Quốc. Ông Trump sẽ đánh vỡ cái giấc mộng này. Tại vì Trung Quốc đang tập trung vào cái nguồn năng lượng sạch làm kinh tế chủ lực. Mà khi mà ông Trump thúc đẩy cái vấn đề sản xuất năng lượng và cung cấp dịch vụ năng lượng rộng rãi hơn, đa dạng hơn, không lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng sạch, thì quý vị, chắc chắn là điều này sẽ đánh vỡ cái giấc mộng của Trung Quốc muốn sử dụng cái nguồn năng lượng sạch để khống chế thế giới. Bởi vì bây giờ Trung Quốc đang nắm rất nhiều những cái nguồn nguyên liệu dành cho năng lượng sạch, cobalt, lithium, và kể cả những cái nguồn nguyên liệu quan trọng cho cái việc sản xuất về các cái nguồn điện như nickel. Thì các vị, Trung Quốc nắm 70% thị trường. Do đó rất dễ dàng cho Bắc Kinh có thể thao túng và kiểm soát toàn bộ thị trường năng lượng sạch. Trong khi đó thì ông Trump, ổng không đồng ý. Quý vị thấy ngay cả người mà ủng hộ cho ổng là Elon Musk, là ông chủ của công ty Tesla, công ty xe điện lớn nhất thế giới và có mức bán cao nhất thế giới. Thì quý vị, Elon Musk là người ủng hộ cho ông Trump. Mặc dù là không nói bằng cái miệng nhiều, nhưng mà những cái gì mà Elon Musk phát biểu và chỉ trích Joe Biden và ủng hộ cho ông Trump trong cái phiên tòa vừa qua, quý vị thấy. Nhưng ông Trump và Elon Musk vẫn bất đồng trong vấn đề xe điện. Có nghĩa là ông Trump vẫn chủ trương sử dụng nguồn năng lượng truyền thống. Và ông đã làm một lần. Khi mà ông đắc cử năm 2017, chuyện đầu tiên là ông ký sắc lệnh hủy bỏ cái hiệp ước về khí hậu môi trường Paris mà Obama đã ký năm 2015. Thì quý vị thấy rõ ràng là ông Trump không có coi trọng cái vấn đề năng lượng sạch. Ông thúc đẩy kinh tế, nhưng không đem năng lượng sạch giống như Joe Biden biến thành cái nền kinh tế chủ lực. Mà ông Trump là sử dụng cái nguồn năng lượng đa dạng hơn. Thì quý vị, điều này nó sẽ làm vỡ cái giấc mộng của Bắc Kinh. Nó sẽ làm vỡ cái giấc mộng của Bắc Kinh là thống trị nguồn năng lượng sạch trên thế giới. Và điều này quý vị, không những là ông Trump chặn đứng chuyện này, mà ông Trump còn buộc các quốc gia của Âu Châu là phải nhập cảng năng lượng của Hoa Kỳ. Điều này tôi có giải thích bữa trước rồi, là Âu Châu bây giờ muốn chạy theo năng lượng sạch. Đa số Âu Châu đều muốn chạy theo năng lượng sạch. Do đó quý vị thấy xe BYD của Trung Quốc bây giờ gần như là đang phá giá trong thị trường xe của Âu Châu. Và bây giờ tới mức mà Âu Châu muốn bắt chước Hoa Kỳ là đánh thuế vào mặt hàng xe điện của Trung Quốc để bảo vệ cho kỹ nghệ xe hơi của Âu Châu. Thì quý vị, khi mà ông Trump lên trở lại, thì ông sẽ buộc tất cả các quốc gia là không nên coi trọng cái nguồn năng lượng sạch, mà nên coi trọng cái việc phát triển kinh tế quốc gia như thế nào. Do đó, mà trong khi đó thì quý vị thấy rõ ràng, Trung Quốc đang bị khủng hoảng kinh tế. Và Tập Cận Bình đã mở ra những cái subsidy, tức là những cái sự hỗ trợ trực tiếp cho các công ty xe điện và thái dương điện, tức là solar panel và kể cả cái bình điện xe điện v.v. Đây là cái nền kinh tế chủ lực của Tập Cận Bình. Do đó ông Trump khi mà thúc đẩy cái nguồn năng lượng truyền thống
thì có nghĩa là ông đánh vỡ cái giấc mộng thống trị thế giới về cái nguồn năng lượng sạch của Trung Quốc. Do đó Tập Cận Bình đương nhiên phải sợ ông Trump trong cái vấn đề gọi là ông quay trở lại chính trường. Và điều thứ ba, quý vị, điều thứ ba thật sự nó là một cái dự án ông Trump đang làm thì ông hết nhiệm kỳ và Joe Biden đã không theo đuổi tiếp tục cái chương trình này. Quý vị, cái điều thứ ba mà ông Trump đang làm là đó là cái chiến lược cũ của ông, cái chiến lược mà ông đã đối phó với một vành đai một con đường của Trung Quốc. Quý vị, Trung Quốc đã sử dụng một vành đai một con đường khống chế rất nhiều quốc gia. Bằng chứng là trên Liên Hiệp Quốc, quý vị thấy tất cả đều bỏ phiếu theo Trung Quốc. Tất cả đều bỏ phiếu theo Trung Quốc. Trung Quốc đã dùng một vành đai một con đường để uy hiếp các quốc gia này phải bỏ phiếu theo Trung Quốc. Những quốc gia nào nằm trong một vành đai một con đường đều là những quốc gia phản đối cái sự độc lập của Đài Loan. Đây là cái mà Trung Quốc đã làm. Thì quý vị, cái dự án của ông Trump đã làm từ năm 2020 nhưng nó bị đứng tại chỗ cho tới giờ phút này. Đó là thành lập ra một cái hệ thống tài chánh để đối phó với một vành đai một con đường. Bởi vì một vành đai một con đường là cái hệ thống tài chánh ngân hàng của Trung Quốc cho các chính phủ của những quốc gia nghèo khó đang phát triển vay tiền với phân lời thấp để mà xây dựng hạ tầng cơ sở. Trung Quốc không trói buộc những điều kiện khác ngoại trừ là phải chọn nhà thầu của Trung Quốc. Trong khi IMF, World Bank hay là ADB họ có cái quy tắc của họ. Thứ nhất là các quốc gia đó phải có những bản kế hoạch bảo đảm hoàn lại số tiền vay. Thứ hai là phải chống tham nhũng tối đa. Và thứ ba là phải thúc đẩy quyền con người ở những quốc gia này thì họ mới vay được tiền. Tức là những cái quy tắc này được đặt ra rất nghiêm ngặt. Chính vì vậy nhiều quốc gia không vay tiền được của IMF và cuối cùng họ chọn Trung Quốc, chấp nhận đi vào một vành đai một con đường của Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc không áp đặt tất cả những cái chính sách gay gắt về vấn đề này ảnh hưởng tới cái thể chế của họ, mà Trung Quốc chỉ đặt có một điều kiện duy nhất là phải chọn nhà thầu của Trung Quốc thôi. Do đó quý vị, ngay từ năm 2020 ông Trump đã nói chuyện với lại phía của Nhật Bản và ông Trump đã nói chuyện với một số đồng minh của Hoa Kỳ tại Âu Châu là sẽ thành lập ra một cái hệ thống tài chánh tài trợ cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển để cạnh tranh với một vành đai một con đường của Trung Quốc, nhằm đánh bể cái tham vọng Trung Quốc sử dụng cái việc cho vay tiền và hỗ trợ kinh tế trở thành một công cụ chính trị. Thì quý vị, lý do là bởi vì cho tới giờ phút này ba định chế trên thế giới là World Bank tức là Ngân hàng Thế giới, IMF tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và thứ ba là ADB tức là Ngân hàng Phát triển Á Châu. Ba cái định chế tài chánh này là ba cái định chế duy nhất trên thế giới có môn bài cho phép họ cho các chính phủ vay tiền. Còn tất cả các ngân hàng trên thế giới không có môn bài này. Họ có thể tài trợ cho vay với các công ty, với các cá nhân nhưng họ không được phép cho chính phủ vay tiền. Họ không có môn bài này. Thì năm 2020, ông Trump đã đưa ra sáng kiến là phối hợp các cái ngân hàng của Nhật Bản, của Âu Châu và của Hoa Kỳ thành lập ra một cái hệ thống tài chánh mà trong đó cấp môn bài cho một số ngân hàng có thể cho các chính phủ gọi là của các nước nghèo khó đang phát triển vay tiền dưới sự bảo đảm của Hoa Kỳ, của Liên hiệp Âu Châu và của Nhật Bản. Tức là chính phủ các quốc gia này đứng ra bảo đảm các món nợ. Họ đứng ra bảo đảm các món nợ để giúp cho những cái quốc gia đó có thể thoát được cái nợ của Trung Quốc hoặc là không cần vay nợ của Trung Quốc để phát triển kinh tế. Vay nợ là xây dựng các hạ tầng cơ sở, cầu cống, đường xá cho tới những cái phi trường, nhà, các đường ray xe lửa vân vân. Thì quý vị, nhiều quốc gia dính vào một đường ray, một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Do đó, năm 2020, ông Trump đã đưa ra cái sáng kiến này và phối hợp lúc đó là ông Shinzo Abe đồng ý rồi. Và lúc đó quý vị, phía Âu Châu, bà Ursula von der Leyen, tức là Chủ tịch Quỹ hội Âu Châu, cũng đã đồng ý. Nhưng mà về mà họ đồng ý trên mặt nguyên tắc là sẽ thành lập cái khung làm việc để mà thúc đẩy chuyện này, bắt đầu đối trọng lại với lại cái một vành đai một con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên thì nó mới bắt đầu đồng ý trên mặt tổng quát thôi, chưa kịp thực hiện điều gì hết thì ông Trump rời khỏi ghế tổng thống, Joe Biden lên. Thì Joe Biden lên, Joe Biden gọi gì là đình chỉ tất cả cái dự án này. Joe Biden tập trung vào vấn đề năng lượng sạch và đình chỉ tất cả những cái dự án này cho tới ngày hôm nay luôn.
cho tới ngày hôm nay cái dự án này không nhúc nhích gì luôn, coi như là biến mất rồi. Ông Shinzo Abe thì qua đời rồi, còn bây giờ là ông Fumio Kishida, và bên Âu Châu thì vẫn là Quỹ hội Âu Châu, tuy nhiên họ đang bảo quản lại. Thì quý vị, khi mà ông Trump quay trở lại chính trường, ông sẽ thúc đẩy chuyện này. Ông sẽ thúc đẩy việc mà thành lập một cái hệ thống tài chánh và cấp môn bài cho một số ngân hàng tư nhân, có thể cho các chính phủ nghèo khó đang phát triển vay tiền dưới sự bảo đảm của Hoa Kỳ, của Nhật Bản và của Liên hiệp Âu Châu. Thì quý vị, cái dự án này là cái dự án đối trọng lại với một vành đai một con đường của Trung Quốc. Thứ nhất là đối trọng lại, thứ hai là giúp cho những quốc gia đó có thể vay nợ để trả nợ cho Trung Quốc nhằm tránh ảnh hưởng của Trung Quốc, và thứ ba là ngăn chặn việc Trung Quốc sử dụng tất cả những cái quốc gia này. Bây giờ có trên 70 quốc gia, gần 100 quốc gia rồi quý vị, gần 100 quốc gia gia nhập vào một vành đai một con đường. Do đó quý vị, lá phiếu của Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc đều nghiêng về phía Trung Quốc. Bất kỳ một cái gì của Trung Quốc đưa ra, nếu mà đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì còn bị chặn, nhưng mà đưa ra Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thì nó đều được thông qua hết. Tại vì Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tới 193 thành viên, 193 thành viên đa số phiếu thắng là thắng. Do đó quý vị, đó là lý do tại sao Đài Loan trong từ 2007 tới 2017 tới bây giờ không có mặt trong cái tổ chức y tế thế giới, mặc dù có Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ hỗ trợ. Nhưng mà khối phiếu không đủ. Đại Hội đồng Y tế Thế giới 193 thành viên thì Trung Quốc thao túng hết hơn 100 thành viên rồi. Do đó quý vị, đây là cái cách mà Trung Quốc đã làm để áp lực Đài Loan, và họ sử dụng một vành đai một con đường làm một cái thứ vũ khí để uy hiếp các quốc gia này. Chính vì vậy, khi mà ông Trump quay trở lại chính trường, điều kế tiếp mà ông làm là phải thành lập một cái lực lượng đối trọng với lại cái một vành đai một con đường của Trung Quốc, điều mà IMF, World Bank và ADB không làm được. Tại vì họ không vượt qua được nguyên tắc. Thì quý vị, ông Trump thành lập cái này là nó không có quan tâm gì tới vấn đề nhân quyền. Nó không đính kèm tất cả những cái vấn đề mà gọi là gây khó khăn cho những quốc gia đó. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà Tập Cận Bình rất sợ ông Trump quay trở lại chính trường. Tại vì thứ nhất, ông sẽ phá vỡ cái nền kinh tế chủ lực của Trung Quốc, năng lượng xanh. Thứ hai, ông sẽ chặn đứng cái tham vọng của Trung Quốc là thao túng tất cả các quốc gia trên Liên Hiệp Quốc trong lá phiếu của họ. Và thứ ba, quý vị, là vấn đề của Đài Loan. Ông Trump cho tới giờ phút này không tiết lộ ông làm cái gì. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là trong 4 năm cầm quyền của ông, ông là người đầu tiên sau thời Obama đồng ý bán vũ khí cho Đài Loan. Trong 8 năm dưới thời Obama, Obama liên tục từ chối không bán vũ khí cho Đài Loan. Ông Trump ngược lại, không những bán vũ khí mà ông đã ký sắc lệnh hành pháp hàng loạt các cái lệnh có lợi cho Đài Loan. Và từ cái trấn đó, Joe Biden mới làm tiếp tục bây giờ. Và quý vị thấy kết quả, 28 nhân viên nằm dưới quyền của ông nội các của ông Trump đều bị Trung Quốc trừng phạt. Đều bị Trung Quốc trừng phạt hết. Là quý vị thấy là ông Trump đã đặt cái nền tảng đầu tiên của cái nhiệm kỳ đầu rồi. Do đó, nhiệm kỳ thứ hai của ông vẫn nhắm vào cái việc đối phó với Trung Quốc. Bởi vì khi mà đối phó với Trung Quốc thì nền kinh tế Hoa Kỳ có lợi. Trong 4 năm ông Trump cầm quyền, nền kinh tế Hoa Kỳ mức tăng trưởng rất là tốt, trừ cái năm đại dịch. Mức tăng trưởng rất là tốt, thất nghiệp rớt xuống lần đầu tiên trong vòng 50 năm qua xuống 3.5%. Tức là càng đối đầu với Trung Quốc thì nền kinh tế Hoa Kỳ càng có lợi. Do đó, qua cái nhiệm kỳ 2, cái chiến lược của ông Trump nó lại sâu hơn. Tức là ông sẽ ra sức, ông áp lực để mà áp lực Cộng sản Trung Quốc để mà thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ. Ông buộc các công ty phải rời khỏi Trung Quốc. Nếu không thì ông sẽ đánh thuế rất nặng vào mặt hàng của họ. Thì quý vị, điều này sẽ gây tai hại cho Bắc Kinh. Và điều cuối cùng là họ biết được cái cá tính mạnh mẽ của ông Trump và cái cách thương lượng của ông Trump. Họ rất sợ. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng họ sợ nhất. Đó là vì ông Trump chủ trương không có đối thoại đa phương. Ông Trump chủ trương đối thoại song phương. Mà chính cái đối thoại song phương này giúp cho ông Trump có thể thuyết phục được những quốc gia quay mũi súng với Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Bây giờ quý vị thấy các quốc gia đi hai hàng, các quốc gia bắt đầu vẫn đi hai hàng, ngoại trừ Philippines vừa rồi là ông Ferdinand Marcos Jr. thắng cử
là chủ trương của ông là tiếp cận với Hoa Kỳ thôi. Nếu mà Marcos không thắng cử, chưa chắc Philippines bây giờ đứng về phía Hoa Kỳ. Trong khi đó ông Trump khác. Ông Trump sẽ ép tối đa các quốc gia ở Thái Bình Dương là phải chọn một bên. Ông sẽ ngồi xuống thương thảo song phương, anh đồng ý đứng về phía Hoa Kỳ, hỗ trợ Hoa Kỳ trong vấn đề gọi là quân sự ở tại Biển Đông, ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Tôi sẽ ký với anh một cái hiệp ước tự do mậu dịch. Hàng hóa của anh xuất cảng qua Mỹ miễn thuế, miễn là cái nguồn gốc của hàng hóa đó không đến từ Trung Quốc là tôi miễn thuế. Ngược lại hàng của chúng tôi vào các anh cũng miễn thuế. Tức là ông Trump sẽ ký hiệp định song phương về kinh tế. Và chỉ cần các anh quân bình lại cái mức hàng xuất cảng của anh vào Mỹ và cái mức hàng của Mỹ xuất cảng vào các anh nó tương đương, ít nhất là chênh lệch không quá cao, thì quý vị, ông Trump có cái nghệ thuật gọi là thương thảo song phương. Ít nhất là quý vị thấy là ông đã thành công. Thứ nhất, chỉ có 2 tiếng đồng hồ gặp gỡ Putin ở xe Helsinki ở tại Phần Lan thôi. Trong 4 năm ông Trump cầm quyền, Putin không hề có một cái hành động nào gây nguy hại cho an ninh của Âu Châu. Và cũng cái cách đối thoại song phương này, ít nhất ông làm cho Bắc Hàn im lặng, không có quậy bọ. Do đó, tôi từ xưa tới nay tôi vẫn ủng hộ cho cái cuộc đối thoại song phương mà ông Trump thúc đẩy. Do đó, ông sẽ sử dụng phương pháp này với từng nước tại Á Châu, với từng quốc gia, là quý vị phải chọn bên. Quý vị không thể nào đứng ở hai hàng ở giữa được nữa. Một là tôi cắt hết tất cả mọi thứ. Tôi cắt hết tất cả mọi thứ với quý vị. Còn hai, tôi sẽ đem thêm quyền lợi cho quý vị. Rất rõ ràng, ông Trump sẽ làm điều này. Có nghĩa là từ Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, quý vị, ông Trump sẽ điều hết. Kể cả Cộng sản Việt Nam luôn. Không chọn bên là ông cắt. Còn nếu chọn phía Hoa Kỳ thì ông sẵn sàng ký một cái tự do mậu dịch. Hàng hóa quốc gia đó nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ được miễn thuế. Thì quý vị, những cái này là ông Trump sẽ làm. Và nó sẽ phá đi cái thế uy hiếp của Trung Quốc ở tại Á Châu về kinh tế. Do đó quý vị, Bắc Kinh rất ngán ông Trump trong cái việc mà ông thắng cử trở lại. Bởi vì ông sẽ áp dụng tất cả những chính sách này. Ông bất kể cái quốc gia đó là đồng minh hay không đồng minh, đối tác hay không đối tác. Tại vì mục tiêu của ông là thúc đẩy nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và thứ hai là thúc đẩy một cái hòa bình lâu dài cho các khu vực khác nhau. Thúc đẩy một cái hòa bình lâu dài cho các khu vực khác nhau. Kể cả Âu Châu, Trung Đông hay là Á Châu. Do đó quý vị, cái cách của ông Trump là cái cách mà tôi nói rằng là Bắc Kinh rất khó chịu. Tại vì họ không thao túng được nữa. Và cuối cùng giống như tôi nói là khi mà ông Trump tuyên bố là ông sẽ rút ra một số những cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc, là Bắc Kinh biết rằng là họ có cơ hội gây ảnh hưởng. Nhưng mà với cái uy thế của Hoa Kỳ thì quý vị, Bắc Kinh chưa chắc gây được ảnh hưởng. Mà ngược lại, khi mà có cái một vành đai một con đường, Bắc Kinh mất dần ảnh hưởng. Nếu mà có cái lực lượng đối trọng với lại cái một vành đai một con đường với Bắc Kinh, tức là một cái nguồn tài chính hỗ trợ cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển, thì nó sẽ là một cái công cụ đối trọng. Và Trung Quốc, nếu mà Bắc Kinh mất đi cái chiến lược một vành đai một con đường, họ không còn thao túng được thế giới nữa, họ không còn thao túng được những quốc gia khác nữa, và họ sẽ mất ảnh hưởng trên Liên Hiệp Quốc. Đây là cái điều mà ông Trump đánh thẳng vào, chứ không phải là cứ áp lực các quốc gia khác ở trên Liên Hiệp Quốc mà không có một cái gì hỗ trợ cho người ta. Ông Trump không chủ trương như vậy. Ông Trump chủ trương là mọi quốc gia phải tự mình sản xuất thịnh vượng dưới sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Chứ không phải là ông Trump muốn những quốc gia đó nghèo đi hay khó khăn hơn. Nhưng mà để được đi cái hướng này, họ phải dứt khoát. Mà muốn họ dứt khoát thì Hoa Kỳ phải là cái quốc gia dứt khoát đầu tiên. Chính vì vậy mà chuyên gia Đài Loan mới phân tích và cho thấy là Trung Quốc rất sợ ông Trump tái thắng cử. Và đây là lý do tại sao quý vị, mặt trận tấn công ông Trump ở tại nước Mỹ nó tăng lên rất nhiều. Tại vì nó có bàn tay sau lưng của Trung Cộng. Cách này hay cách khác, những kẻ chống ông Trump ở trong đảng Dân Chủ có một phần là thù ghét ông Trump. Có một phần là sợ những cái gì mà họ đầu tư 30 năm qua có thể bị phá sản sau khi mà ông Trump lên.
nhưng có một phần còn lại là được trả tiền gián tiếp qua Trung Quốc hoặc là được quyền lợi từ Trung Quốc để mà chống ông Trump. Quý vị, trong đảng Dân Chủ có nhiều thành phần khác nhau chống ông Trump. Nhưng mà trong đó tôi cũng không loại trừ những thành phần đã là tạo thế cho Trung Quốc bằng cách tìm đủ mọi cách cản trở ông Trump thắng cử. Ok quý vị, đó là cái bài giải thích của tôi liên quan tới việc lý do tại sao mà chuyên gia Đài Loan nói rằng Trung Quốc e ngại và lo sợ ông Trump tái thắng cử năm 2024. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.